Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Ngô Lỗ hiện nay đang rất nổi tiếng với bộ phim Tây Hà Sáng Ngạn. Trong phim anh cùng đàn chị Triệu Lộ Tư diễn xuất khá lý và bộ phim có tỷ suất xem cao. Vào ngày 1 tháng 8, bỗng nhiên rộ lên tin đồn Ngô Lỗ và nữ diễn viên Hướng Hàm Chi đang hẹn hò. Cả hai diễn viên đã từng vướng tin đồn tình ái cách đây 1 năm. Người hâm mộ nói rằng tin đồn này đã được làm rõ 1 năm trước đây và bây giờ nó mới bắt đầu thịnh hành. Một số người khác cũng cáo buộc người hâm mộ của Triệu Lộ Tư với tìm kiếm nóng này. Nhưng người hâm mộ của Triệu Lộ Tư nói rằng nó thực sự được lan truyền bởi những người hâm mộ cũ của một cặp bồ khác của Ngô Lỗi. Thế nhưng sau 1 tuần, hôm nay tin đồn này tiếp tục leo lên hot search ở vị trí số 1. Hóa ra cư dân mạng nghi ngờ hình đại diện WeChat của Ngô Lỗi đã vô tình bị lộ trong buổi phát sóng trực tiếp, đó là ảnh của Hướng Hàm Chi. Bức ảnh được cư dân mạng chụp lại khá mờ, nhưng các thám tử mạng đã nhận định rằng đó là hình ảnh của Hướng Hàm Chi. Ngô Lỗi sinh ngày 26 tháng 12 năm 1999, là nam diễn viên Trung Quốc. Hướng Hàm Chi sinh ngày 14 tháng 5 năm 2002, là nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa. Cả hai diễn viên từng góp mặt chung trong bộ phim Băng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió, tuy nhiên họ không phải là cặp đôi ở trong bộ phim. Trong bộ phim này, bạn diễn chính của Hướng Hàm Chi là Hồng Minh Hạo, còn bạn diễn chính của Ngô Lỗi là Mao Hiểu Tuệ. 1 năm trước, tin đồn hẹn hò của Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi rộ lên sau khi họ bị phát hiện có vỏ điện thoại và trang phục giống nhau. Tin đồn này ngay lập tức được bên nhà trai phủ nhận. Tuy nhiên, các blogger mới đây tiếp tục soi hình đại diện WeChat của cả hai nghệ sĩ. Hình ảnh màn hình WeChat của nam diễn viên, đây được xem như nguyên nhân dẫn đến hot search ngày 8 tháng 8. Một số cư dân mạng đã lên bài phân tích hình đại diện trong giao diện WeChat của Ngô Lỗi có phần sống với bộ ảnh chụp cùng tuyết của Hướng Hàm Chi. Ngay sau khi tin đồn leo lên vị trí số 1 và bạo đỏ trên hot search, nhà trai cho rằng hình đại diện Ngô Lỗi là hình thú cưng của anh ấy, đó là chú cưng cưng, và hoàn toàn không liên quan đến Hướng Hàm Chi. Ngay sau đó, bạn thân của Hướng Hàm Chi cũng chụp ảnh màn hình WeChat của Hướng Hàm Chi và cập nhật lên Weibo để chứng minh ảnh đại diện của Hướng Hàm Chi không phải là ảnh như trên tin đồn. Chỉ trong có vài ngày đầu tháng, tin đồn của Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi đã leo lên hot search số 1 tới 2 lần. Sau khi tin đồn nổ ra 2 lần, một số fan của Ngô Lỗi đã tràn vào mắng Hướng Hàm Chi là kẻ nhiệt. Hiện tại cả Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi chưa có thông báo chính thức về tin đồn này. Riêng đối với kênh CP News, cảm thấy tin đồn này không có độ chính xác cao. Ngô Lỗi đang bị mama quản lý khá chặt, cậu ấy trong thời gian này đến ngay cả việc giả cấp bồ của phim cũng sẽ không mặn mà. Hiện tại bộ phim của cậu ấy với Triệu Lộ Tư có độ nhận diện khá cao, tài nguyên của Ngô Lỗi không thiếu và nhiều dự án tìm tới cậu ấy. Ngô Lỗi chưa quan tâm đến chuyện yêu đương, cậu ấy vẫn là cậu em trai theo đúng nghĩa thôi. Không biết tin đồn của Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi có được đính chính hay không, nhưng trước mắt thì Hướng Hàm Chi đã bị ăn mắng hơi nhiều từ một bộ phận fan nhà bên. Không biết cặp đôi tin đồn này sẽ có thêm những động thái gì. Hãy cùng CP News cập nhật thêm những tình tiết mới nhất về cặp đôi tin đồn này ở những video sau nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.